Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi mới nhất trong thời điểm hiện tại Đấy là đấy là đề thi N2, phần Mojigoi, tháng 12 năm 2021 Chúng ta đến với câu đầu tiên, môn đai số 1 là môn đai cách đọc của kanji Ichi, uzukushi, nan ga, me ni ukanda Ở đây các bạn thấy là chữ này là chữ tình ghép chữ cảnh đúng không? Nếu các bạn không nhớ cách đọc của từ này, chưa, nhưng, chưa từng gặp từ này bao giờ Các bạn có thể nhớ theo cách là gì đây nhỉ? chữ tình chúng ta gặp rất là quen trong từ gì nhỉ? Joho rồi. Đây, joho. Thông tin nhé, hay là trong từ kanjo. Đó. Chữ cảnh chúng ta có trong từ quang cảnh này. Koke hay trong từ phong cảnh. kê Rất là may mà người ta không cho đáp án chữ cảnh không có trường âm chúng ta có trong từ Keshiki đây nếu mà người ta cho một cái đáp án mà chữ cảnh không có trường âm thì có khi lại dễ sai thì ở đây chúng ta có cái chữ này sẽ ghép bởi tình và cảnh sẽ đọc theo kiểu âm onyomi như vậy là do với như vậy là chúng ta phải là một nhá cả hai đều có trường âm à, số 2 là gì đây nhỉ chữ này đây nó là chữ tự với lại chữ cảnh nó cũng mang nghĩa là phong cảnh này chữ số 3 là chữ đọc là joe thì là chữ thượng với chữ ảnh, chữ thượng với chữ ánh, có nghĩa là chiếu phim. Cái này thì không có. Ờ, các bạn lưu ý là cái nghĩa của từ này ấy, trong tiếng Việt mình thì khi mà nói đến cái từ gọi là tình cảnh thì người ta thường hiểu như là tình cảnh khó khăn, nó giống như là tình thế hoặc là hoàn cảnh nhưng mà trong tiếng Nhật thì cái từ này nó mang nghĩa là cảnh tượng, phong cảnh, quang cảnh. Đây là gì đây nhỉ? Cái phong cảnh đẹp, cái quang cảnh đẹp nó hiện lên trước mắt, hiện lên trong mắt. Câu 2 À, chữ này là chữ gì nhỉ? Chữ này là chữ phạp đúng không? Thực ra đây là kanji N1 đấy Nhưng mà bây giờ hiện tại là người ta sẽ cho một số kanji N1 xuống trình độ N2 nhá Thì chúng ta thấy các đoạn còn lại này ví dụ số 1 Kuwashi Cái chữ này là chữ gì nhỉ? Chữ này là chữ tường, tường tận chi tiết này Còn cái chữ phạp kia phải đọc là Toboshi Ví dụ bây giờ đánh Toboshi nữa ra Đó, như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là hai ba là mazushi là gì nhỉ mazushi là chữ bần có nghĩa là nghèo còn bốn là ayashi ayashi là chữ yêu hoặc là chữ quái đều mang nghĩa là uh, khả nghi kỳ quặc Đấy, như vậy chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng là ni bằng tôi nghĩ là uh, những cái người trong thời đại này này thì họ nghèo nàn, họ thiếu kiến thức về máy tính. Câu 3. Borantia de otoshiori no nani o Thì các bạn cũng biết cái chữ đầu tiên là chữ giới đúng không? Trong từ giới thiệu, thiệu giới đấy. Rất là quen với từ jiko shokai rồi đúng không nhỉ? Đây. Shokai. Nhá, như vậy chúng ta sẽ lấy, chúng ta ghép. Còn chữ đằng sau là chữ hộ. Hộ mà nó có âm gì nhỉ? Trong từ hô gộ. Đấy nó có âm ô cho nên không có trường âm ghép vào sẽ là cai gỗ đáp án đúng của ta sẽ là ba câu này là gì à, tôi đang làm gì nhỉ tôi đang làm nhiệm vụ chăm sóc người già ở trong như là một công việc tình nguyện các đáp án còn lại ví dụ chữ đầu tiên đọc là cai gỗ có trường âm cai gỗ này nó nghĩa là sự tụ họp đấy, sự tập hợp tiếp theo này căng gỗ mà có trường âm như này ấy, thì nó là chữ này chữ khám và chữ hợp có nghĩa là kiểm tra xác nhận xem là có trùng khớp có chính xác không và số 4 là chữ căng gộ đây là chữ khám với chữ hộ có nghĩa là uh, điều dưỡng hộ lý hay y tá phục uh, ở dưới uh, ở dưới nhỏ ở dưới uh, uh, tức là làm nhiệm vụ hỗ trợ cho bác sĩ ấy còn căng gộ đây là thông thường là làm nhiệm vụ chăm sóc ở trong các cơ sở dành cho người cao tuổi nhá. Câu số 4 này. Ima goro ni nani nani shikata nai. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ uh, tiêu đúng không? Trong trường hợp nó viết như này thì sẽ đọc là aseru như vậy là đúng chúng ta sẽ phải là đoạn số 1. Ichi bằng Đến giờ phút này dù có cuống lên, dù có gọi là sốt ruột thì cũng không không có ích gì cả. Các bạn còn lại ví dụ như là đoạn số 2, Shikatemo Đây là chữ này có nghĩa là mắng này Mayotemo là chữ mê có nghĩa là uh, Phân vân băn khoăn này, lạc đường này Đây là Inotemo Có nghĩa là cầu nguyện Câu số 5 Cô số cự đô no wa Chữ Hai chữ này ghép với nhau đúng không? À chúng ta sẽ có chữ Đầu tiên nhé, các bạn đã quen rồi là chữ tán, ví dụ trong từ san xe này. Đấy, san xe. Chữ đằng sau là chữ phủ trong phủ định, đúng không? Ví dụ phủ định là hi này Nếu ghép với nhau thì các bạn để ý này, nó sẽ là san hi. Thế nhưng bởi vì là đây là âm hàng, âm ưng, cho nên cái chữ 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 hàng ha đằng sau ấy, nó sẽ thường có sự xu, hướng biến thành hàng ba hoặc là hàng pa. Thì ở đây rất là may nó không có cái nào làm là là, là B hoặc là nó để À đây là có Sanhi nhưng mà không có cái nào là sambi cho nên là theo quy tắc biến âm như vậy thì phải là sampi đúng nhỉ? cái sự tán thành hoặc là cái sự phản đối đúng không? như vậy đúng là bốn về cái việc xây dựng đường cao tốc ấy thì cái sự tán thành và phản đối nó đang chia rẽ bên thì đồng ý bên thì không à, từ đầu tiên phư không có từ này nhá từ số 2 là từ phư là có rải này ví dụ đi phun thuốc sâu thì cũng có thể dùng từ này từ san hi cũng không có tiếp theo là mô đai số 2 à, câu 6 mô đai này là mô đai mà chúng ta sẽ nhận diện là mặt chữ kanji của cách đọc hiragana cho trước kono shigoto wa yamamoto sang ni makasete okeba anshin des công việc này nếu như nhờ nếu như phó thác giao phó cho yamamoto ấy thì sẽ yên tâm thì chúng ta có chữ đấy phải là chữ gì đấy một là gì nhỉ? Một đây là chữ sĩ. nó Nếu mà động từ nó sẽ là tsukaeru. Thẻ tê là tsukaete đấy. Có nghĩa là phụng sự này. Làm việc cho ai này. Cái này thì có hai dạng động từ. Một là ninau. Thẻ tê sẽ là ninate. Hoặc là katsugu. Như vậy thẻ tê sẽ là katsuide. Ninate, ninau nó sẽ mang nghĩa là càng đáng, đảm nhiệm. Ví dụ như là tương lai rồi thì xã hội vân vân còn cái từ này thì mang nghĩa là khiêng vác đúng không mê tín số 3 là MKCT MKC tự chữ nhiệm đúng rồi như vậy đúng đất của chúng ta phải là làm số 3 số 4 là chữ gì nhỉ chữ đản đấy, cái chữ này có cư nhô mình là đây nha đó đà trong từ Tadashi có điều là câu số 7 Seo. Ni shita. Ở đây thì các bạn quan sát tất cả các chữ Hán nó đều chữ trước đọc là can Ví dụ đây là chữ khuyến này, đây là chữ quan này Đằng sau cũng đều đọc là yu, đây là chữ du đấy. Và đây là chữ dụ, đều đọc như nhau Thế nhưng mà chỉ tồn tại một từ là hợp lý thôi Trong trường hợp này là phải là chữ mấy đây Ví dụ một là chữ khuyến và chữ dụ can yu này có nghĩa là à, rủ rê đúng không nhỉ? Hoặc là mời gọi, mời rủ thì hợp nghĩa. Như vậy đúng đây sẽ là đoạn 1. Có nghĩa là gì nhỉ? À mời hay là rủ rê à, mấy cái đứa mới vào ấy tham gia câu lạc bộ tennis. ít. À, đây là chữ khuyến du không có. Đây là quan dụ không có và đây là quan du không có. Tiếp theo số 8 này. Konoke các cửa ni <laughs> sưu thì tương tự như câu trên chữ jun có thể biểu diễn bằng chữ chuẩn hoặc là chữ thuận đều đọc là jun cho chữ trường hoặc là chữ điều điệu đều đọc là cho thế nhưng mà ở đây chỉ có một từ hợp lý từ nào mà đi với lại động từ sư sư mự đấy chính là jun cho đúng không jun cho là à, thuận lợi như vậy đang đúng người ta sẽ là số 4 này kế hoạch nó đang tiến triển một cách rất là thuận lợi nhé các à, đáp án như là chuẩn trường hay là chuẩn điều thuận trường đều không hợp lý. Câu 9. Ochi bang tsumota michi o aruita. Tôi đã đi bộ, tôi đã đi dạo trên con đường uh, lá khô. Tsumo được các bạn biết nghĩa của nó là chất đầy rồi đúng không? Thì nó phải là chữ gì? Nó phải là chữ tích đoàn 4. Số 1 đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ uh, chữ chữ cật đúng không? Zuma này nếu mà chia thể ta nhá Số 2 là chữ mãn mi chi rự mi chi ta Chọn vẹn thỏa mãn đầy đủ này Hoặc là tha động từ sẽ là mi ta sự mi ta Có nghĩa là làm trọn vẹn, làm thỏa mãn Từ số 3 chúng ta có chữ này là chữ chiêm hoặc là chiếm Đọc là Urana, uranata có nghĩa là xem bói hoặc là gì nhỉ hoặc là si mê đúng không si mê tà là chiếm bao nhiêu phần trăm đấy chiếm lĩnh cái gì đó câu số 10 konojo tai ga eq ni dư qua này không hẳn là cái cái tình trạng này cái trạng thái này nó sẽ tiếp diễn một cách nào làm sao đấy eq các bạn có cái chữ đầu tiên là chữ chữ riêng này nếu đọc phải là en đúng không? Trong từ chẳng hạn như các bạn có trong từ uh, enki này. Đấy. Hay là encho. Phải đọc là phải đọc là en chứ không phải đọc là e nhé Như vậy các bạn loại có thể loại được đáp án số 1 và đáp án số 3. Còn hai từ chữ đằng sau đều đọc là q, đấy là chữ cửu và chữ cập. Nhưng mà đi với nghĩa câu này phải là đáp án số 2 đúng không? động từ là sư dư cự sẽ là aq e ni dư cự có nghĩa là tiếp diễn liên tục tiếp diễn mãi cái tình trạng này thì không hẳn là nó sẽ tiếp diễn mãi tiếp theo chúng ta sang mô số 3 là mô đai gô mô gọi là, là ghép từ đấy thông thường thì cái mô này ấy, <laughs> các bạn hỏi là bí quyết học là gì thì mô đai này thực sự với các bạn là bí quyết đấy là uh, đọc nhiều và làm nhiều thì gặp từ đấy sẽ thấy quen Chứ còn nếu không thì cũng rất là khó nói Gặp những từ lạ hoắc thì chúng ta sẽ khó mà biết được Ví dụ câu 11 nhé Watashi mo Yamaguchi santo to Nanyani iken desu Tôi ấy thì ý kiến gì đó với anh này Đẳng này, đồng này Cộng này, tự này Mấy cái từ này nghĩa nó đều na ná, ná nhau là giống đúng không Nhưng mà đi với lại Iken ấy, nó phải là gì nhỉ Do iken nó sẽ tắt cho cái onaji iken Như vậy đúng là hai Tôi có cùng ý kiến với anh này Câu số 12 Câu này hơi khó Câu này có thể nói là khó nhất trong ba câu à, Quả chuối này ấy, Thì nó đang tỏa ra một mùi hương rất là ngọt ngào Vì vậy Sắp đến lúc nó ăn được Vậy thì đi với lại Cái cụm đó sẽ phải là Đoạn số 1 đúng không Goro Tabe goro có nghĩa là cái lúc cái thời điểm mà Thích hợp, phù hợp nhất để ăn Đấy một là hai là chữ kỳ này chữ khắc này hay là chữ tiết đều không đi kèm nhé câu số 13 ba không tô no mai ni ma nani nani tô đô cử kudasai trước khi mà đăng ký chính thức ấy thì trước hết là hãy tiến hành đăng ký giả định tạm thời đúng không sẽ phải là chữ số 3 chữ giả kadi kadi khi mà ghép với lại gì nhỉ kadi khi ghép với lại một cái danh động từ đằng sau có nghĩa là À cái sự việc đấy là mới mang tính chất gọi là tạm thời thôi, chưa phải là chính thức. Chữ tiên, chữ dự hay là chữ cận đều không phải nhá Nếu các bạn hỏi tại sao lại không phải thì cũng rất là khó nói bởi vì là nếu như vậy thì chúng ta sẽ, uh, gì nhở, đây là những cái cách dùng mà người ta cố định rồi. Chẳng hạn như là nếu mà gọi là gì nhở, tìm hiểu sâu sắc ấy thì lại phải giải thích là thế tại sao trong tiếng Việt lại gọi là uh, con gà chứ không gọi là đứa gà hay là chiếc gà vân vân, Đấy. Thì uh, những cái này là những cái dạng mà người ta dùng cố định các bạn cần phải nhớ. Tiếp theo chúng ta sang uh, môn đai số 4 này là môn đai từ vựng. Thì môn đai này ở uh, thấy đáp án ở trên mạng thì nó cũng có rất là nhiều cái mà các bạn chọn nhiều cái câu nó khác. Ở đây thì mình sẽ chữa theo cái đáp án của riêng mình. Uh, có thể trùng hoặc là không trùng với lại những chỗ khác nhé các bạn có thể tham khảo. Câu 14 này. Gakusei no koro shukudai wa nani nani ni ya nani nani nate kara ga kata hồi là học sinh sinh viên ấy thì bài tập về nhà thì tôi thường làm à chúng ta cùng xem tôi thường cái này chúng ta phải đoán nghĩa là tôi thường đến đến gì nhỉ đến tận gọi là đến tận hạn hạn chót ấy đến tận đít rồi mới làm như vậy chúng ta phải chọn đáp án đúng là mấy đây từ đầu tiên là từ bi đi đi có nghĩa là tt ví dụ như là bị điện giật chẳng hạn ba đi ba đi có nghĩa là xé toạc hoặc là làm gì đấy một cách chăm chỉ này ghi đi là sát nút à cái này có vẻ hợp lý như vậy chúng ta chọn là đáp án ba nhé ghi đi số 4 là ghi đi có nghĩa là thiêu đốt hoặc là đều đặn thì không phải đúng không đúng của chúng ta sẽ là ba bài tập về nhà ấy thì phần lớn là đến sát nút tôi mới làm hồi học sinh của tôi là như thế câu số 15 lăm ho keo nani nishitai no bởi vì tôi muốn gì đó Đây là bảo hiểm nhân thọ đấy các bạn Cho nên là gì nhỉ Hãy chỉ cho tôi cái thủ tục Hãy nói cho tôi cái thủ tục cần làm Từ đầu tiên là Hai C, Hai C này có nghĩa là gì nhỉ Có nghĩa là hủy bỏ Nói chung là Bốn cái từ này nó đều mang nét nghĩa giống giống nhau Đây từ này đọc là Hai C Nhưng mà cái từ này ấy, nó dùng để chỉ về hủy bỏ những cái quy định này quy tắc phong tục tập quán đã lỗi thời lạc hậu không đi với lại từ hoken loại này từ số 2 là từ kai nó dùng để diễn tả gì đấy cái sự hủy bỏ về hợp đồng à ở đây chúng ta thấy người ta không dùng người ta không đưa ra cái từ gọi là từ uh, uh, gì nhỉ từ kê ra nhưng mà chúng ta có thể hiểu là hoken này cũng là một dạng mà chúng ta sẽ ký kết hợp đồng nhá hin tội là đây cho nên là chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 2 đúng nhỉ tôi muốn hủy cái hợp đồng bảo hiểm cho nên là chỉ tôi thủ tục số 3 chúng ta có từ này là từ chư si từ này mang nghĩa là ngừng dừng hủy giữa chừng thường dùng cho trận đấu chẳng hạn và từ cuối cùng là từ cai là chữ giải và chữ tiêu có nghĩa là giải tỏa căng thẳng stress vân vân tiếp theo câu mười câu mười sáu. Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ đáp ứng cái gì đó của khách hàng. Các đáp án này, đầu tiên là từ needs. Từ needs có nghĩa là gì đấy? À từ này trong tiếng Anh nó là đây. Có nghĩa là nhu cầu, có vẻ hợp lý đúng không? Nhu cầu khách hàng lại còn đáp ứng nữa, À, hoặc là theo nhu cầu của khách hàng hợp tình hợp lý chúng ta cùng xem các đoạn còn lại nhé số 2 này Storaiki. Storaiki là chữ gì đây cuộc đại à, cuộc bãi công cuộc đình công loại này số 3 sales đây chính là chữ sale đấy không phải và số 4 là economy này các bạn nào mà học kinh tế sẽ rất là biết đúng không nhỉ? Kinh tế. Như vậy hợp lý phải là đáp số 1. Câu số 17. Dainen kokoni atarashii shiten o nan'yau ni suru koto ga kimatta. Năm sau thì cái việc gì đó, cái việc gì đó năm sau đây các bạn thấy là có đây là chi nhánh mới ở đây các bạn nhé Sozo tưởng tượng này à xin lỗi sáng tạo không phải không phải dùng từ sáng tạo cho chi nhánh được kc đây là chữ hình thành hình thành nên một khái niệm trừu tượng nào đó thường dùng như vậy ví dụ hình thành nên nhân cách chẳng hạn đây là chữ gì đấy đây là chữ công và chữ tác cô sa cự đúng nhỉ có nghĩa là gia công hoặc là thi công Và số 4 là chữ khai và chữ thiết. Kai sự có nghĩa là xây dựng thành lập. Đấy. Thường là tổ chức nhá. Như vậy ở đây chúng ta thấy là cái từ shiten ấy phù hợp với nghĩa là gì nhỉ? Đây là một tổ chức. Cho nên đáp án đúng nhất phải là đoạn số 4. Cái việc gì đấy? Cái việc mà năm sau sẽ mở, sẽ xây dựng thành lập một cái chi nhánh mới đã được quyết định. Câu số 18. So, partyには, nani, nani o, no đến bữa tiệc à, mừng tốt nghiệp ấy Thì có lẽ là nên đi đến đó Với một cái gì đó nghiêm chỉnh, Chỉnh tè Câu này rất là nhiều bạn sai Câu này hình như là nhớ không nhầm là đã ra trong một cái đề thi nào đấy rồi Nhưng mà nhiều bạn nhầm lẫn nghĩa Thực ra những cái từ này nghĩa rất là giống nhau Nhưng mà để mà gọi là đi với cái cụm gọi là Chantoshita ấy thì chỉ có duy nhất từ số 4 là từ cà cô các bạn hay dùng cái từ cà cô y đúng không có nghĩa là cu ngầu ấy thì cà cô này khi mà dạng danh từ nó mang nghĩa là cái diện mạo đấy cái hình thức thông thường là đi kèm với lại uh, quần áo thời trang các thứ tạo nên như vậy hợp lý nhất về này uh, sự này là bộ dạng dáng điệu hay là yoshi có nghĩa là gì đấy cũng như thế dáng điệu điệu bộ hai từ này gần giống nhau không đi kèm với từ này cũng như là về nghĩa của câu có một từ là nhiều bạn chọn đấy là số 3 gai ken là ngoại hình vẻ bề ngoài nhưng không nói là đi với một vẻ bề ngoài như thế đúng không cái này thường là người ta dùng trong trường hợp là một người có vẻ bề ngoài như thế nào đó hoặc là không nên đánh giá hình thức không nên đánh giá tính cách qua vẻ bề ngoài thì người ta dùng cái từ này gai ken này nhá chứ không đi với lại chan tội star Câu số 19. Misogashi toki wa rinji ni arubaito Khi mà cửa hàng bận ấy thì chúng tôi cái gì đó làm thêm tạm thời. Chữ này đọc là rinji. Có nghĩa là tạm thời. Các đáp án này các bạn xem nhá. À, đáp án số 1 là tsukande. Kanji của nó là tsukamu mà nó cũng hơi khó kanji này nó cũng ngoài bảng từ dụng Hán tự. Nắm bắt này. Không phải đúng không? Số 2 là phụ Cương Đê, Cư Mự. phụ Cư Mự. Đây. Bao hàm chứa không đúng. Số 3 này. Gia Tốt Tê. Vậy thì sẽ là Gia Tô. Chữ Hán là chữ gì đây? À. Chữ Cố, Thuê Mướn. Đúng rồi. Hợp ngữ cảnh. Số 4 là kcd Từ gốc là KC à, Gự. Có nghĩa là kiếm tiền hoặc là câu giờ đấy. Như vậy đúng ở đây sẽ phải là đáp số 3, thuê mướn người làm bán thời gian. Câu 20. mươi mo iezu ni zutto nayande ita ga nani nani shite mita. Câu này thì có nhiều nơi. Chọn đáp án 4 là shirazu shirazu. Có nghĩa là trong vô thức thế nhưng mà uh, các bạn thấy là đuôi nó có cái cụm đấy là temita temita là thử làm gì đó như vậy chắc chắn đây là người ta có ý thức có ý chí làm điều đó thì không thể nào trong vô thức được đấy nếu mà dùng cái dạng là à, uh, ite chẳng hạn nói uh, lỡ nói với bạn ấy thì có thể dùng cái dạng um, trong vô thức nhưng mà đây là gì đấy đây là dùng dưới dạng thử làm gì đấy rồi thì không thể dùng cái shirazu shirazu được mà đúng nhất phải là mấy Ukari là lơ đẩy này, lỡ này cũng gần giống cái từ này. ca cự có nghĩa là mất công, mất bao công sức khó khăn lắm mới cũng không hợp hoàn cảnh. Như vậy đúng phải là đáp án số 1. Omoi kite đúng nhỉ? Có nghĩa là gì đấy? À, đấy là đánh liều, đánh bạo đúng nhỉ? Gọi là không ngại ngần gì nữa, cứ vậy mà thể hiện đúng không? Lấy can đảm làm gì? Như vậy đúng chúng ta sẽ là đáp án số 1. Tôi đã từng chăn trở suốt mà không có nói với ai, không thể nói cho ai. À, thế nhưng mà hôm qua ấy, thì tôi đã gì nhỉ? lấy can đảm đúng không? Tôi đã đánh liều, thử trao đổi với bạn, người bạn thân của tôi. Tiếp theo là môn đai số 5, là môn đai cách dùng từ câu 21. Watashi <laughs> Công ty tôi ấy, thì từ cái ga Moyori, cái từ này đã từng ra trong phần cách dùng từ của Năm 2018 thì phải, có nghĩa là gần nhất Như vậy, đúng nhất sẽ phải là Nhi bằng đúng không? Ichi bằng chikai đấy. Từ ga gần nhất thì đi bộ hết 15 phút đến công ty tôi Các loại còn lại, ví dụ Ichi bằng oki có nghĩa là gì nhỉ? Lớn nhất này à, Shuten no là cái chạm cuối, ga cuối Không phải shihatsuno no có nghĩa là gì đấy? À, cái chạm đầu tiên Nơi xuất phát, không đúng Câu số 22 Enso gaide 着るドレスはいつも近所の店でレンタルしている cái bộ váy mà tôi mặc ở trong buổi biểu diễn ấy thì tôi luôn luôn đây là gì nhỉ? thuê đúng không? ở cửa hàng gần nhà tsukute là làm này kate là mua này naoshite là sửa và karite là thuê đúng đây sẽ là bốn này câu số 23 Murakami-san wa hoka no hito ni sashizu sareru no kirai da -soda. Nếu mà xét theo Mimikara thì cái từ này nó ở N1 rồi các bạn ạ à, Nghe nói là anh Murakami rất là ghét cái việc bị người khác chỉ đạo ra lệnh, chỉ thị Như vậy hợp nghĩa sẽ là mấy đây Một là mê đê này, mệnh lệnh ra lệnh này Han tai là phản đối Chui là chú ý nhắc nhở Jiman là tự mãn tác ý không phải như vậy đúng nhất phải là một đúng không đồng nghĩa câu 24 tư konoziki ni dio ko ra kasa wa kkc này nếu mà đi du lịch trong cái thời gian này thì cái ô là cái mà kkc này là cái mà không thể nào thiếu được đúng không thì cái nào nó sẽ mang nghĩa là không thể nào thiếu được chi là nay tôi có nghĩa là không có thì tốt không nên có không có thì hơn sai Số 2 này, a aruto jamada có nghĩa là nếu có thì sẽ cản trở, nếu có thì sẽ vướng víu, sai nhá. Số 3 là naito komaru, có nghĩa là không có thì sẽ rắc rối, không có sẽ gay go. À thì xác là ba. Có bạn nhầm trong 4 là aruto bendida, có thì sẽ tiện lợi nhưng đây nó diễn tả cái sự cần thiết đúng không? Nó sẽ nhấn mạnh cái xác thái là nếu không có thì sẽ gặp khó khăn, nhất định phải cần. Còn nếu mà chỉ viết là aruto bendida ấy thì nó không nhấn mạnh không nổi bật cái sắc thái là nếu không có sẽ sẽ như vậy Đấy. câu 25 ame wa izen tsuyokatta thông thường các bạn dùng cái từ này với từ izen toshite nhưng mà trong kiểu này người ta không dùng không dùng kèm người ta dùng từ izen đứng một mình từ này mang nghĩa là à vẫn như thế không thay đổi gì vẫn vậy đúng không số 1 là tashika nhị có nghĩa là quả đúng là chính xác là đích thực là không phải mà đà là vẫn có vẻ hợp lý Igaini là bất ngờ, ngoại, ngạc nhiên ngoài ý muốn. Không phải, totemo là rất. Như vậy đúng đây phải là nhi bằng. Tiếp theo là môn đai số 6, môn đai cách dùng từ. Môn đai uh, tương đối khó. Có thể các bạn biết nghĩa, nhưng mà chưa chắc bạn đã chọn đúng bởi vì là các đáp án nó thường uh, gần gần giống nhau. Chúng ta cùng xem nhé, câu số 26 này. Sai bay. Từ này là từ sai bay có nghĩa là chồng đúng không? Chồng đây là chồng gì? trồng rau, trồng hoa, trồng uh, rau màu vân vân. Các bạn xem cái hình tổ đấy các bạn sẽ thấy có cái đáp án số mấy đấy. Có đáp án số 4 đúng không nhỉ? Đây có từ Yasai sai này. Nếu mà các bạn nhận ra được các bạn khi mà học từ các bạn để ý những cái đặc trưng của từ đấy hay đi kèm với cái gì thì các bạn sẽ làm bài này đúng hơn. Đúng là 4 nhá. Konohatake đều ạ. 野薬を継がわずに野菜を栽培しています。 ở cái cánh đồng này thì người ta đang trồng rau mà không dùng uh, thuốc trừ sâu. Có một bokujo de Bố mẹ tôi thì đang không thể nói là trồng bò đúng không? Phải là đang nuôi bò. Đang nuôi bò thì chúng, chúng ta dùng gì nhỉ? Shi iku. Đây, hoặc là các bạn nếu mà dùng cái động từ bình thường là dùng kate này nhá. Đây này mà thường là nuôi thú cưng chó mèo một hai con thì người ta dùng cái này còn nếu mà nuôi mà thành đàn như này thì người ta dùng cái chữ này bố mẹ tôi thì nuôi bò ở trang trại và đang sản xuất uh, phô mai câu hai watashi wa ima umarete han toshino akachao sai bai không thể nào mà chồng em bé được đúng không nhỉ em bé thì phải là nuôi như vậy chúng ta phải dùng từ gì sodateru đúng không nhỉ sodatete các bạn ghép với lại Imasu là ra. Tôi thì bây giờ đang nuôi gì đấy, tôi đang nuôi uh, uh, một bé mà gì nhỉ mà sinh được uh, nửa năm. Câu số ba. mushi no Tamago nikki o Kaita. Về trước đó đang là trứng của cái con côn trùng mà tôi tìm thấy ở trong sân và tôi đã viết vào cái quyển sổ nhật ký thì đây có thể là tôi gì đấy. Tôi lấy đúng không? Tôi uh, sưu tập, tôi sưu tầm. Có thể dùng từ sai siêu này. Câu số 27 là từ kyugeki. Chữ Hán là chữ cấp và chữ khích. Câu này là câu khá là nhiều bạn sai bởi vì là thấy cái từ nào ý nó cũng giống giống. Nhưng mà cái từ này ấy, nó mang nghĩa là gì? Nó mang nghĩa là đột ngột hoặc là gì nhỉ? đột ngột hoặc là chóng mặt nó đi với những cái động từ diễn tả cái sự thay đổi ví dụ như là tăng giảm đấy, biến đổi biến động vân vân còn những cái động từ thường thì nó sẽ không đi kèm các bạn dựa vào đấy các bạn sẽ thấy đáp án của chúng ta sẽ phải là mấy ở câu số 2 nó có cái từ zoka này đúng không zoka này là tăng tăng lên thì đúng ở đây sẽ phải là đáp số 2 atarashi eki ga dekite shinojinko ga kyugeki ni zoka iru có nghĩa là Ga mới ấy, nó được uh, xây dựng thì dân số ở thành phố nó tăng lên một cách đột ngột, tăng lên một cách chóng mặt. Số 1 này. Iben to no kai saibiga chikazuku... Xin lỗi. Chikaku nari. Jumbiga ni susumerarete iru. Cái ngày uh, khai mạc sự kiện đến gần thì cái việc chuẩn bị nó đang được xúc tiến một cách gì? Nhanh chóng đúng không? Các bạn có thể dùng từ... Uh, hayaku. từ này à chúng ta thấy là có hai từ hài gia cự đúng nhỉ một cái là diễn tả cái tốc độ một cái là diễn tả cái 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 về mặt thời gian thì đây chắc là chữ này thì hợp lý hơn là cái tốc độ kia à, hoặc là chữ gì các bạn rất là quen với lại cái động từ sư sư mê rự hay là sư sư mự rồi nó sẽ thường đi kèm với lại từ junchō mà bạn lại chúng ta làm đúng không? cho nĩ là trôi chảy này. Hoặc các bạn có thể dùng từ smooth. Đây, cũng tương tự như từ junchō nĩ là thuận lợi. Nghĩa nó sẽ hơi khác một chút so với cái nghĩa gốc của câu mà người ta muốn truyền tải. Câu số 3. Kono pan wa hijou ni ni ninki ga ari. Asa hachiji ni kai tên sử tổ kia ni cự cái bánh mì này ấy, thì nó rất là được yêu thích cứ 8 giờ sáng mà mở hàng ấy là hết veo hết ngay lập tức thì để diễn tả cái này chúng ta sẽ hay dùng cái cụm gì nhỉ Hay cái cái cái, cái phó từ gì mà hay đi kèm với động từ đây đây đấy là ta ma chi đúng không ta ma chi các bạn có thể dùng đơn giản hơn là dùng từ sư ngữ cũng được, sư ngữ Tiếp theo câu số 4. Matsuda Senshu ga arawareru to fan no hito tachi ga kyugeki ni torikon torikakonda. Khi mà vận động viên Matsuda xuất hiện thì các fan uh, vây quanh à đột nhiên đúng không? Ngay lập tức cái này chúng ta sẽ dùng từ Sư. Câu 28 Đây là chữ lậu này Có nghĩa là Rò rỉ mô Nó dùng cho gì nhỉ Nó dùng cho Sự rò rỉ của chất khí Chất lỏng à, Thường là có một cái à, Thường là do một cái vật gì đó Nó bị thủng Hoặc là bị bị không kín ấy cho nên là chất khí hoặc chất lỏng nó rò ra ngoài thì dùng cái từ này hoặc là cái thông tin nó bị lộ ra bên ngoài nhá thì cũng dùng thì dựa vào đây chúng ta xem nào câu số 1 này dư số sosogi sosogi sugite hoặc là sugi sugite kopu kara morete shimata bởi vì rót quá nhiều nước hoa quả cho nên là nó nó tràn ra từ cốc à đây là gì đây đây là hành động mà rót quá nhiều thì chúng ta không thể dùng từ mô được mà cái này chúng ta phải dùng từ gì nhỉ? Chúng ta phải dùng từ a đự nhá. Lượng quá nhiều ấy thì chúng ta dùng cái động từ này. Đấy, đọc là afureru. Afurete. Câu số 2 này. Koronde shimatte hiza kara chi ga um, uh, kita, bị ngã và từ đầu gối máu nó uh, rò rỉ. Nghe thì có vẻ đúng nhưng mà

ở cái ống nước ấy, nó có cái lỗ nó bị thủng cái chỗ nào đấy không mà nước nó đang bị rò ra thì chúng ta thấy nhìn thấy có từ mi dự này ấy. đây sẽ là cái gọi là hin tội để chúng ta chọn đáp án đúng không đấy như vậy đúng đây phải là đáp án số 3 câu số 4 kanashi e ngao mita se de namida ga morete kita tại tôi xem cái bộ phim buồn mà nước mắt tôi rỉ ra rò ra là không nói đúng không nước mắt tôi chảy ra hoặc là à đây dàn dụa này hoặc đơn thuần là chỉ dùng dt thôi dt cư đự là được tiếp theo câu số 29 đây là chữ khuynh và chữ hướng kê cô nó diễn tả cái khuynh hướng cái xu hướng nhá thì thường nó sẽ có cái khi tội đấy là đi kèm với ga đấy đây các bạn nhìn này nó diễn tả khuynh hướng xu hướng của một cái thời điểm nào đó thì đây chúng ta sẽ thấy là sai kin đều ạ kazoku ga barabara ni shokuji o suru ke ga aru có nghĩa là gần đây ấy thì có xu hướng là gia đình thì ăn cơm gọi là mỗi người mỗi kiểu mỗi người mỗi khung giờ khác nhau không có ngồi ăn cùng với nhau đúng đây sẽ là ni bằng số 2 câu số 1 này fashion shi ni yoru to kotoshi wa kiiro ga keiko suru so theo tạp chí thời trang thì nghe nói là năm nay màu vàng nó khuy hướng. Đây phải là nó nó đang là gì nhỉ? Nó đang là trào lưu đúng không? Đây là từ Ryuko. Từ này mới đúng này. Hoặc dùng hai ry. hai ry nó vẫn là chữ lưu với chữ hành nhưng mà nó sẽ viết như này, các bạn lưu ý khác nhau. Câu số 3. Ane wa Nihon bungaku no kenkyu ni keikou shite iru. Đây là một danh từ không dùng như động từ nên là kê cô sự là sai. Chị tôi ấy thì nghiên cứu về văn học Nhật Bản. À, chị tôi đang chuyên tâm chẳng hạn. Senen. Hoặc là Tori gì nhỉ? Tori Kunde. Cũng là chuyên tâm. Câu số 4 này. cái con dốc này ấy bởi vì cái kê cô cái khuynh hướng không phải đúng không bởi vì cái mặt dốc cái mặt nghiêng của nó rất là suy nó dựng đứng ấy đấy, nó dốc cho nên là nếu là đi xe đào thì sẽ rất là mệt sẽ rất là khó khăn đây phải dùng từ kê xạ chữ khuynh và chữ tà có nghĩa là mặt dốc mái dốc các bạn vẫn đã biết cái chữ tài kia trong thứ Naname rồi đấy Naname này Và dốc này Câu số 30, câu cuối cùng của phần từ vựng Sasato Là gì nhỉ? À nhanh chóng đúng không? Khẩn trương Thế nhưng mà không phải là nghĩa nó chỉ có như thế Bởi vì sẽ có rất là nhiều từ mà Mang nghĩa là như vậy Nhưng cái từ này nó mang nghĩa là nhanh chóng khẩn trương làm một cái gì đó chứ không phải là diễn tả một cái quá trình biến đổi đấy thông thường nó sẽ đi với những biểu hiện có tính ý chí câu một này terebi o minai mite nai đừng có mà lúc nào cũng xem TV như thế nhanh chóng khẩn trương mà làm bài tập đi chúng ta thấy về sau có cái shinasai là một diễn là một cái ngữ pháp diễn tả gì nhỉ cái việc là cần làm gì đó một cách chú ý đúng không? Như vậy đúng của chúng ta sẽ là một này. Tất nhiên đi thi các bạn cần đọc lướt qua một lượt các đáp án khác nhé. Nhưng mà nếu các bạn tìm thấy cái cái hint tổ giúp các bạn tự tin các bạn có thể chọn luôn. Câu 2 là Kaminari ga naridashita to sasato ame ga furidashita. À, ngữ pháp tomotara này là gì nhỉ? Vừa mới sấm vừa mới nổ ấy mà mưa đã rơi xuống. Làm sao đấy? Mưa đã rơi xuống ngay lập tức hoặc là đột nhiên đúng không? Sau khi thì đột nhiên này, các bạn có thể dùng từ gen hoặc từ nhi cũng được. Câu 3, Sasato tsuku node mou sukoshi soko de matte ite Bởi vì đến cho nên là hãy chờ tôi thêm một chút ở đó. À có thể là bởi vì tôi làm sao đó? Bởi vì tôi sẽ đến sớm có thể dùng từ hai gia cự hoặc là bởi vì tôi sắp đến mô sư gự câu số 4 này Katte mada ishu kang nanoni sasato kogareta mua mới được một tuần trôi qua vậy mà đã khẩn trương hỏng sai đúng nhỉ một cái quá trình diễn tả tự nhiên này sẽ là các bạn có thể dùng từ sư gự ngay lập tức đã hỏng rồi. Đấy. Thì như vậy là chúng ta đã chữa xong cái phần thi từ vựng của đề năm nay. Thì theo quan điểm cá nhân của mình đánh giá thì cái đề này nó tương đối là khó. Tức là khó hơn một số đề các năm gần đây. Đặc biệt là cái phần kanji nó có nhiều kanji n1. Nhưng mà tùy vào quan điểm mỗi người, có người thì thấy dễ, có người thì thấy khó khác nhau, cái này cũng không thể nào mà khẳng định được thì các bạn thi cũng đã xong rồi các bạn cố gắng là ôn tập để bắt đầu một cái hành trình mới. Hiện tại thì mình đang mở các lớp online từ N3 đến N1. Nếu các bạn có nguyện vọng học một cách kỹ lưỡng được gì nhỉ? Học những cái cách để sử dụng từ một cách chính xác như thế này thì các bạn có thể tham khảo thêm khóa học nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học sắp tới.